Chị vừa khám cho em rồi, thấy bây giờ ấy, ổn lắm rồi em ạ. Như là chưa có gì. Nói là chưa có gì đâu nhưng mà cũng hơi tế nhị một chút, nhưng em cũng muốn hỏi bác sĩ là cái việc mà bây giờ mà mình quan hệ trở lại ý, thì cả làm như thế nào cho đúng cách, tại vì em cũng sợ vỡ kế hoạch đấy ạ. Thực ra cái này thì rất nhiều người cần đấy. Bây giờ chị thấy cái quan trọng nhất bây giờ các bạn trẻ là rất là lo lắng là sau khi mình sinh xong thì khi nào mình quan hệ được lại. Vâng. Và dùng biện pháp gì. Các bạn bảo lúc nào cũng phải lo lắng lắm ấy, khi quan hệ một đoạn lo lắng còn không nhớ mình có thai, bởi vì nhất là bây giờ các bạn mổ sinh rất nhiều. Thông thường là sau khi sinh độ khoảng 4-5 ngày là hết thời kỳ hậu sản ấy, là mình hoàn toàn có thể quan hệ lại. Nhưng lúc này cũng là cái lúc có thai được. 6 tuần sau đẻ là cái lúc mình có thể có bị có thai trở lại. Ta mới sinh xong cái nội tiết nó chưa có kinh mà, chưa có nội tiết. Cái niêm mạc âm đạo của nó khô teo giống như người mãn kinh ấy. Thế là quan hệ lần đầu nó rất là đau. Mà một có một cái điều mà các bạn phải rất là chú ý là cái lần đầu chúng ta phải rất nhẹ nhàng, bởi vì ở đây chúng tôi đã rất nhiều khi là phải gọi là xách cùng đồ đấy. Lần đầu quan hệ thì là cái âm đạo nội tiết mình chưa có, âm đạo rất yếu, nó lại khô nữa. Nếu mà chúng ta quan hệ mà gọi là thô bạo một chút ấy là có thể bị rách cùng đồ. Ở đây rất thường xuyên phải khâu lại, khâu cùng đồ cho bà mẹ mới sau sinh. Nhưng mà em hỏi một chút là đối với cả sinh mổ cũng như vậy ạ? Thế nào cũng thế hết, À dạ bởi vì vâng. cái này là do nội tiết chứ không phải là do mình sinh đẻ. Thế tại vì thường là em cũng có cái tâm lý chủ quan, nghĩ là mình sinh mổ thì không không ảnh hưởng gì đấy ạ. Sinh mổ thì thế này, sinh mổ thì nó chỉ có không cái vết cắt ở tầng sinh môn ấy, mình không cảm giác mình kiểu đau, mình ghê thôi. Chứ còn cái nội tiết thì ở đấy nó vẫn thiếu. Bao giờ bác sĩ thủy cũng hướng dẫn này, chúng ta chuẩn bị quan hệ thì là chúng ta sẽ đến gặp bác sĩ khám này, cho những cái dung có những cái dung dịch, cái thuốc ấy chúng ta bơm vào âm đạo ấy để cho nó làm mềm âm đạo này, cho cái niêm mạc âm đạo nó bọc đều lên này, nó có cái độ trơn nhẵn này, nó giãn tốt. Thứ hai nữa là dùng các cái sản phẩm bôi trơn. Lần đầu nên dùng sản phẩm bôi trơn để cho đừng tránh những cái tổn thương. Và cái thứ ba nữa là nhắc các ông chồng khi quan hệ lần đầu tiên thì lên là cũng nhẹ nhàng, bởi vì là cái âm đạo của người ta, thứ nhất là người ta sau một cái cuộc đẻ nó chưa chưa chuẩn bị tốt, nội tiết lại thiếu nữa, nó đang rất là hẹp. Nếu mà chúng ta quan hệ thô bạo là nó sẽ tốt chấn thương đấy, mà một cái chấn thương lớn nhất mà hay gặp đấy là rách cường đồng, thấy chảy máu. Thế bằng cách nào để mà không để mà tránh thai được hiệu quả? Với bà mẹ sau sinh ấy thì chúng ta có thể dùng được các biện pháp này. Thứ nhất đặt vòng tránh thai là được được. Thứ hai là có thể dùng thuốc tránh thai, thì chúng ta dùng thuốc tránh thai loại cho con bú, có nghĩa cái loại chỉ có prolactin không ấy, mà phải uống đúng một giờ nhất định ấy, chứ còn chúng ta không được chệch giờ. Cái viên tránh thai cho con bú này là cái tỷ lệ tránh thai của nó không cao đâu, nên các bà mẹ uống là phải rất là chú ý. Cái viên thuốc mà tránh thai kết hợp ấy, chúng ta có thể dùng, có thể chệch giờ được. Cái viên viên thuốc tránh thai cho con bú thì chúng ta không được chệch giờ. Một cái nữa mà chúng tôi cũng khuyến khích các bạn đấy là dùng bao cao su, bởi vì cái bao cao su thì cũng không những là nó để tránh giúp cho cái việc mà tránh thai, nó còn có tránh cái việc viêm nhiễm sống với bệnh lây truyền qua đường tình dục nữa. Cái que cây tránh thai là cho bà mẹ sau sinh cũng được, Mà nó chỉ là một cái thuốc tránh thai có prolactin không thôi và nó sẽ duy trì được khoảng được 3 năm. Đấy đấy cũng là một biện pháp. Hoặc là tiêm thuốc tránh thai, Thuốc tiêm tránh thai đó là cái ống thuốc tiêm này, có thể chúng ta tiêm vào tiêm bắp sâu vào mông ấy và có duy trì được 3 tháng liền. một cái biện pháp nữa đấy là cái vòng nội tiết, nghĩa là cái ống thuốc tránh thai đặt vào buồng tử cung chúng ta ấy thì sẽ được 5 năm. Thế nhưng mà bác sĩ cũng khuyên là sau khi chúng ta mới mới sinh xong ấy, bạn nào có kinh ngay, nghĩa là có kinh ngay ấy, thì chúng ta dùng biết bất cứ cái biện pháp nào, dùng thuốc tránh thai đều được. Nhưng bạn nào mà chưa có kinh ấy thì cũng nên thận trọng một chút, bởi vì là khi chúng ta đã chưa có kinh này, chưa có nội tiết mà chúng ta dùng những cái biện pháp mà có prolactin không ấy, nó cũng rất là khô. Có một cái vòng tránh thai, cái vòng tránh thai là cái mà trước kia người ta đọc nhất đây, cái vòng tránh thai là chúng ta có thể dùng được. Cái vòng tránh thai thì là vòng chữ T này, hoặc là cái vòng Multilot này này, là chúng ta đặt vào. Cái này thì ngon bổ rẻ, có nghĩa là đặt vào một lần thì được 10 năm cơ. À Đấy, tỷ lệ tránh thai của nó khá cao, đến 96% ấy. Có những người, người ta có kinh muộn, khi là có con bú là người ta không có kinh thì đặt tốt. Nhưng mà nếu mà bạn nào mà có kinh ngay từ cái ngay cái 6 tuần sau đẻ là có kinh rồi ấy, mà đặt ngay đầu liền ra kinh khá nhiều đấy. Và mình phải nói với bạn là có một cái biện pháp người ta gọi là tránh thai con bú. Các bạn nghe rất nhiều, có mấy điều kiện là thứ nhất là mình mới sinh trong 6 tháng đầu này, cho con bú hoàn toàn này, cho con bú hoàn toàn bằng sữa mẹ đấy và không có kinh, thì chúng ta có thể áp dụng biện pháp tránh thai con bú. Mình đã gặp rất nhiều bạn là đến cái tháng đầu tiên để có kinh ấy, rụng trứng ấy thì là có thai luôn rồi. Dạ vâng, Đấy, đúng rồi. thế là chúng ta hết sức thận trọng, tốt nhất là cứ dùng một cái biện pháp gì đấy triệt để cho mình.
Dạ. Nếu các bà mẹ đã đẻ đủ con, không có nhu cầu đẻ nữa thì chúng ta có thể triệt sản. Một trong những cái mà bác sĩ nhắn nhủ với các mẹ sau sinh là sau khi chúng ta sinh xong chúng ta cũng thiên chức làm mẹ nhưng còn thiên chức làm vợ nữa. Dạ. Và rất nhiều gia đình là sau khi sinh xong thì có vấn đề về cái chuyện mà còn quan hệ tình dục rồi có khiến gia đình ấy. Đương nhiên nó có vấn đề. Vì nhiều khi bà mẹ thứ nhất là sợ vì vì xong stress sợ. Thứ hai nữa là mình quá lo lắng lên đứa con. Thế nên là chúng ta nên có kiến thức để nuôi con một cách nhẹ nhàng. Thế nhưng mà vẫn duy trì được cái cuộc sống gia đình Dạ, hạnh phúc. cảm ơn bác sĩ, những kiến thức rất là tuyệt vời.